Ok, quy mà này đi bê la ru wa na ga ha ne ga wa thum ni ti ta ta ti kê yam mu ni wa ra wa chan nam ta tha vô minh thâm a yam a đàm ta thâm ma sa wa na kha a lo a yam pa đàm ta Sama-pa-sa-p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 a
Bút thân Hồng sân Sa mi Sam khăn Sa ra năng Gạch sa mi Tư tư Gạch sa mi Tư tư dầm mi Hồng Măng Thăng gà mi Tư tư Sa ra năng Tư tư dầm mi Bút thân Gạch sa mi Ta tí dầm bi Hầm ra năng gạch Cha Ta tí răng Sa năng gạch Cha Phần ngũ giới Ba na Tí ba Ta tí Sít khả ba Gia mi A đình na đa na Ca mê mít cha cha ra Quê ra ma ni Sức ca ba răng Sa ma di ya mi Mu sa qua da Quê ra ma ni Sức ca ba Chú ra mê Ra đa tha na Quê sức ca ba răng Sa ma di ya mi Thamma dasana ya jagatha Ratma chaloka thipati sahambati katanchali Santhiha santhiha tatapara yakha jatka Gese to ammang anukhamimang Vaja thamma marayun quý nhân cha ca dân xuất tăng cha ban thân áp phi tham má cha măng a khô ta dân tô cha tu sắc cha đàn đăng ba bồ tha gia mắt về sa hàm bát tỳ hoàn tăng a di cha ca phá quên tam ca ru nhê na thi ba sa giá tăng na tha giá ba đề na ý ga đằng ta cầu ba thành cha cha đa dương ba dê si tham ma tô tô ba phu tí sam bút thô a nam mang ma đề sê sát ta năng áp căn tê na sa tu a yo đề sê tu tham ma đề sa năng sát ba di tha ba ri sa ya tham ba tham bi ta ta quê Nam
mô sang trên lớp về phương pháp cơ bản trang nghiêm khẩu ý thành tâm tri ân sâu sắc với thầy tổ các vị trưởng lão đó còn tại thế hay đã quá vãng đã cất dạy dốc nguyện cầu cho thiện nghiệp phát sinh từ nhân làm nghề dựng các lớp học với dự pháp sự soạn giảng công phu các bài giảng sẽ mang lại quả sức khỏe trí tuệ và sự an tại cùng những thành tựu viên mãn cho thầy hoàng đạo. Hoan nghênh sự có mặt không bỏ buổi và tinh thần học pháp nghiêm túc và kỳ của toàn thổ trong rừng điều lớp học cho đến hôm nay. Cầu cho phúc trí thanh tịnh từ việc học pháp nghe pháp mang lại quá an lạc từ thành tựu chánh trí cho cả lớp. Kính thưa thầy Kinh, hôm nay là ngày chủ nhật 18 tháng 5 năm 2021, là tiết học thứ 116 của lớp lý thuyết pháp cơ bản. Tuần trước thì lớp đã học xong nghi thức trước khi vào lớp đã xong. Kính mời thầy hoan hỷ lên lớp. Xin chúc cho các bạn. Mô thầy á, đặt mô thầm mạch, đặt mô. Kính chào tất cả các quý vị. Chúng ta đi vào và cùng nhau đảnh lễ tam bảo tóm tắt. A ra tăng sa tô ga wa tăng a phi wa re e mi va cha tô pha ga wa ta mô tham năng sư pa ti ban no pha ga wa tô sang khô ma tâm ma sang bút tâm ma tu lăng ma gan lút tâm ma tạp phi hoa bi yếp pha sư tế sâm ma. Con xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chứa được trong vi diệu pháp. Thanh tịnh học về chủ đề là Vipassana, là thiền quán. Rồi trước khi vào bài, tiếp lên cho tất cả đọc ha. Mời. Xin chào thầy, xin chào cả lớp. Bác thầy xin đọc quý số tiết thầy quý bát sana sana kamathane ba một si lá quý số thế thấy à quý ta lá quý suốt thấy ga đá sa anh ba tê sa na quý suốt thấy bảy nhá quý cha tí sáu ta hề ná quý suốt công công
trình hành giai đoạn thanh tịnh, một giới tịnh, kiến tịnh, đạo tri đạo kỳ kiến tịnh và bảy tịnh. Anicca khác ăn Anicca tí 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 ni ni Anicca Pasana Dukkha Nupassana Anupassana tướng một đặc tướng đau khổ và ba đặc tướng vô ngã pháp quán niệm một quán hai quán niệm đau khổ và ba quán niệm đặc ngã. Xin hỏi xin chào thầy, xin chào cả lớp. Tập đoạn 2. 1. Sống ở nhà. 2. Các bá giá năng. 3. Phần giá nhà năng. 4. Phá giá nhà năng. 5. Quá niệm tí đà nhà năng. 7. Tú cá nghĩa nà năng. 8. Bá tí sang khà nhà năng. 9. Sang khà rú bách khà nhà năng. Tù lô má nhà năng. Chà tí đá xá quý bát san nhẹ có 10 giác. 1. Quán trạch tuệ sanh diễn quan tạo. 3. Tuệ diễn liên quan đến sự không tán của thể, nhận thức rằng tình trạng không tán của sự vật là tán. 5. Tuệ hiểm nguy, rằng sự vật đáng kinh sợ là tai hại hiểm nguy. 6. Tuệ nhận thức rằng nhờm được chán đến ý muốn thoát khỏi tai suy tư. Đối với học và mười là tuệ thuận thức. Đoạn 3. Nhã khô nhít tô áp ba ni nhít tô quý móc khô cha cha tí ta ca qua đường lối. 1. Giải thoát xuyên qua đường lối quán niệm về hư không hả? 2. Giải thoát qua đường lối quán về vô hình tướng, vô thường. Và 3. Giải thoát qua đường lối suy niệm về khổ. Phát sanh là phát sanh là ta tì ní quý móc múc khá quỳ đích tất bà ấy. Ba cửa giải: một, quán tưởng về hư không; hai, quán tưởng về vô hình tướng; và ba, quán tưởng về vô ca thăng sang quá ra quá ra si la sang ít sam si la chít toa hát chi quá
pa si lang pat cha ya sa si si lang cha hari suti tang ila wi suti na ma bằng cách giới tịnh bao gồm bốn giới tuyệt hảo là một giới luật liên quan đến những giới căn bản, hai giới luật liên quan đến sự tự chế, ba giới trong sạch, bốn giới luật liên quan đến bốn vật thiết. Ba phu ca đồng xin mời chị thêm. Dạ, con kính chào thầy và kính chào lớp. Con Lâm Triều xin đọc đoạn 5. Đoạn 4. Upacara sati appa samathi ati tu vitho vi samathi citta vitthi nama. Tâm tịnh gồm bao gồm hai loại trụ tâm, đó là cận định và toàn định. Hai pháp hành nhằm hoàn toàn kiên cố an định tâm. Akhanarasa Pachupathana Padathana Vasena Nama Rupapariho Dithi Visuthi Nama. Hạnh là sự kiểu liên quan đến những đặc tư cơ năng, phương cách hiện khởi và đến nguyên nhân kế cận. Tề sa mê ma cha na na ma ba na cha ya pa vi ca ho can kha vi ta ra na vi xuất thi na ma đoạn nghi tịnh tuyệt nhân thấy và rằng ana tất thà ba đích giá hi đề tu ma ca sanh kha rê su a tỳ ta đi phê đa nề su thành thà đi na yam ma lập phá a pa wa se sanh khi tòa anicchang kha yat thề na đức pha giáp cấp thề là tí ấp thề nó sằng sắp sằng ta tí quá khăn nó xề nó hòa sầm má nó xa nó nhà nó lắp khăn nó ta dần tấp xa quê quá bắt cha giá quá xề nó khana wa se na cha pha phu va yap pa yan yan nhan phu da pa yan samanu pat san tat cha. Sau khi đã phát triển những nguyên nhân vị hành giả có tạo trong tam giới các pháp phổ viên nguyên nhân khác biệt
nhau từ quá khứ và đã được thấu hiểu như trên. Tưởng đến ba đặc tướng vô thường ý nghĩa hoại diệt, đau khổ trong ý nghĩa đáng kinh sợ và vô ngã trong ý nghĩa không có thể nhận xét thời gian tồn tại, sự liên tục không gián đoạn, tính cách của các pháp ấy. Dạ, câu nói đoạn 4 mà đọc. Dạ, kính mời vị kế tiếp. Nam mô Phật Thầy. Dạ thưa, con xin kính chào. Con xin phép được đọc post bài ạ. Bạn sáng và dù bị tiếp kiếm mốc hồ cho bác ra hồ su khẳng nhà năm mục Phát thà năm chân nít cằn. Người hành thiền dựa vào sự nhận xét và tính cách tạm bợ của các pháp hữu vi để quán tưởng về hiện trạng sanh Phật bằng trí tuệ như trên. Lúc bấy giờ đến hành giả quan lòng hoan hỷ, thỏa thích, yên tâm, đức tin mạnh liệt, tinh thần trạng trí tuệ sáng suốt, tâm niệm vững chắc và tâm xã quân bình và tâm ưa thích trạng thái ấy. Ki paripan thapari a wawat tha năng mắt đã đá xá thi nam kiến phân biệt cái nào là con đường không là những đặc tính của con đường và là đặc tính của con đường, hiểu biết rằng những ấn chứng như tuệ minh sáng thà apatta dành nhà nát tột tổ mát vipassana para para tràn tanawa vipassana nhà nà ni ti pat dành đá xa thí nà loại bỏ những chướng ngại trên. Hành giả suy niệm về ba đặc biệt hành giả bắt đầu bằng tuệ sanh diệt tiếng dài luồng quán niệm không gián đoạn chính loại tuệ kiến tịnh bị chân chánh phương thức, có nghĩa là chính loại giác ấy. Dạ thưa, con đã đọc xong. Con mà cảm ơn Đông Triều. Dạ con xin phép được xuống mít con. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Dạ nguyện như con
Thành đầy thầy kinh thầy đầu tràng. Con xin đọc bài. Đoạn 7. Tassi văn Patipatchan Tassabana Vipassana Pari Kagam Maida Ni Appa Upachisatiti Phá Hoành Găng Vóc Trình Đích Tòa Aparamano Đòa Rà Vana Nành Ta Răng Trời Thì Nì Vipassana Chita Giang Kinh Chi Anicca Di Lakhanama Rappari Cầm Mộ Pachara Nulo Mê Pá Vát Tà Già Si Cáp Bát Tà Sa Sa Nulo Sàng Kha Kha Vút Thà Ná Gà Mí Nì Vipassana Tipacha Vuchati Tato Go Trafu Tang Nipa Nama Lam Bitwa Uchana Got Tamafi Fawan Tang Ariya Got Tamafam Fo Tan Chaba Watati Tasan Tarame Wama Ác vô sát chàng ba nàn tổ samudaya cha chữ nhỏ quá không ra luôn mudaya dắt niro thang sát chi ca ron tổ ga sát chàng pha quá nà quá xề ná ấp ba nà Vì thí mồ ta ra tí ta tổ bá rằng Đuệ tì ní phá lá chích Tích tổ hoa Gá bà tổ quá hồ tí Hoàng vóc đích tòa Bá chá Ná nhà nà ní Bá quá tí sự chứng ngộ niệm như vậy một chính mùi của tuệ giác hành cảm nhận giờ sự phát sẽ khởi ấy luồng hồn lại ý môn hướng tâm khởi phát tiếp theo sau là hai hoặc ba sát na minh sát tâm lấy bất luận đặc tướng nào vân vân làm đối tượng những chập tư tưởng này là sơ khởi cận hành và thuận thứ tuệ xả đối với các pháp hữu vi này, tức tâm xả trước các hành cùng với tuệ thu dạ con đọc được tới chữ đó nó tịch ngồi dạ những chập tư tưởng này được gọi là sơ khởi cần hành và thuộc tuệ xả đối với các pháp với tuệ thuận thứ khi thuộc tùy gọi là tuệ giác hiện khởi đến khởi sanh chập tâm chuyển tánh gồm làm đối tượng thoát ra dòng phàm tiến bước dạ con đã đọc xong dạ con xin kính tri ân nhân mít lại cho thầy ạ. Thầy quay qua bên đây nó nhỏ xíu thì xin thầy chuyển lớp qua bên kia ạ.
Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Kính lễ thật. Mạng yếu giờ có được nhiều mong mọi người thông cảm. Đoạn 8. Ma gần cha nếp bà nàng ba kề khá tí anh đi tô thì nề ký lề xê xê chá quê khá tí hòa nhau hòa ký xuất thế cả à mặn quăng phà táp bố chá túc phí thồ nà ná đá xá á quý thí à má mắt gô bao vu chay ám về thá xuất quý xuất thí về đồ. Dạ phần tiếng Việt không có nổi lên được nên em không có thấy được đường mà đọc. Ông Triều bót tiếp thì ông Triều tức khắc sao chập đạo con đường ngộ chân lý diệt chân lý về chứng chân lý về sự chấm dứt đất và phát triển khổ đầu tiến định tâm sao chập tâm đạo hai ba chập tâm quả phát sanh trở lại trong quằn gá đến đây chập tâm hộ kiếp dừng lại tệ tuệ suy tư khởi phát vị hành giả trí tuệ bấy giờ đạo quả về những ô nhiễm mà mình đã diệt trừ suy tư về ô nhiễm còn như vậy thường gồm bốn giai đoạn cần phải được tuần tự phát trên tịnh tri kiến tịnh đề cập tịnh tức trạng thái. Kính cảm ơn thầy Kinh, kính cảm ơn cả lớp, xin xuống mic. Nhưng sao
Dạ. Con xin chào thầy kinh, con xin kính chào. Đạo tràng à, chiều post lại cho thấy. Dạ, đọc ha. Đoạn 1 Vipassana này 1 Sila Visuddhi Chitta Visuddhi Ditthi Visuddhi Kavitarana Visuddhi Maga Maga Nya Dabba na visuti bati da nya dasana visuti nya na dasana visuti jati vi dena di sangha. Trong công trình hành thiền minh sát 1 dựng 3 kiến tình đạo phi đạo chi kiến tình 6 động và 7 chi kiến. Khá nằm đúc khá lắc khá nằm anh nhát tá lắc khá nằm tắc nhà ni en ni cha nu pa sana dukkha nu pa sana anatta nu pa sanya su sana. Đặc một, đặc tướng vô thường. Hai, tướng đau khổ. Tướng vô ngã có ba quán niệm. Đặc tướng niệm đặc tướng và ba quán niệm đặc tướng vô ngã. Đoạn 2. Đoạn 2. À, sang nhà nhà nằm và úp đất bắt nhà nằm bằng giá nhà nằm ba giá nhà à tí ná nhà nằm nít bí đá mít bí đà nhà mút mút mùng chít máy cầm nọ mù mù chít thúc cầm nhà nằm á nhà nằm sằng khá gú ba gú nhà nằm anh nhà nằm chá ti đa sa vi pa sa nha na ni. Có 10 loại tệ giác. 1 tệ quán trịch, 2 điên hòa hoại diệt của những sự diệt liên quan đến sự phân sự vật hại nhập tình trạng phân tán của sự vật là đáng kinh sợ. 5 tệ hiểm nguy, nhận thức gần sự vật đáng kinh sợ nguy hại. 6 tệ nhận thức gần các sự vật hiểm nguy là chán. 7 tệ dục thoát ăn đến ý muốn thoát ra khỏi các sự vật ấy. 8 tệ suy tư suy gẫm và quán xét. 9 tệ hành xả đối với các cấu tạo. Và 10 tệ thuận. Con xin đọc xong. Dạ, con xin xuống bích. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Sa thân chúng ta đi vô bài học rất là căng thẳng ha. Bài học này liên pháp hành thiền quán rất là
cái bài này đứng với một quý vị nghe rõ mà. Alo, ok, một cái chuyện xưa ngày trong thất ở bên nước ngày trong bắc thì sáng sớm nghe tiếng kinh là tiếng kinh buổi sáng sớm á vang vọng rất là buồn nghe được tiếng kinh đó. Và tiếng kinh con thì tiếng kinh nó toát ra mà sô ná cũng ăn sầu thì cứ sô ná nào cũng chán nản cuộc sống muốn vượt độc trở về là lúc mà chưa nên như là xưa bởi vì dọc với một nỗ lực cố gắng là tích cực tu tập điên cuồng để không sao được cái sự mà đau khổ những cái sự mà bão giông ngày xưa ổng đã từng cư sĩ gì đó nhỏ muốn tu vượt thoát hỏi đó anh ông tập lập hòa ngày thấy càng cố gắng như nào càng chán quá tưởng là muốn nó lại nó là không muốn tu nữa là không buồn không đọc bài kinh cái Đức Phật nghe được cái đề khi gia đó biết ông Sona này là một nhỏ kiều nhé lúc không còn làm nhạc sĩ đâu mà chứ không phải nhạc sĩ như nhạc sĩ vô thì tại gia nhà lầu nhà có lắm ông sống luôn phóng khoáng chống sự nông nổi ông gieo biết bao nhiêu quá là không bảo tố là kiểu hàng giống bảo tố vương dục nhạc sĩ tối ngày đàn cả sống theo sống trong cái thành lúc ổng ăn chơi đàn ăn dây giỏi dây đàn bị đứt thì khi mà dây đàn bị đứt như vậy đó thì ổng mới đúng là ông này ổng có một cái duyên lành căn lành trong thời quá khứ đã từng tu tập nghe cái dây đàn ổng liền ổng đặt về hàng đàn đàn khởi lên cái gia tìm được Phật đi gặp rồi xin xuất gia làm tu sĩ vì thầy cô tu rất là dữ không bất tôi quyết thành liền trong cái sống ngắn ngủi này không và ông cái sự hành rất là dữ dằn ông theo không được ông hành ngày ông cũng tâm hưởng tức là buồn bã thì mới phải được nghe cái nó vật bắt được cái lòng đó đi đến chỗ ông này ông tôi ngồi nhà nhỏ của ông
lên gặp đảnh lễ xong rồi Đức Phật mới hỏi chưa con chưa xuất gia giáo hội thì con làm gì sĩ nhạc sĩ là một hoặc là lực dân nữa ăn chơi là xịn không phải không đàn mà em 50.000 đô lực dân đại gia hào giàu lắm mà chơi đàn xịn đàn giỏi hơn là giỏi không chơi dữ lắm thì Đức Phật mới hỏi vậy mà kia mà dây đàn mà nó quá căng đàn có hay không nói dạ không không thương cái đàn nó tiếng đàn dở không hay Đức Phật hỏi tiếp vậy mà kia cái đàn mà dây mà nó chung quá tiếng mà. Dạ thưa Đức Phật thì cũng không hay thấp quá cũng dở một cái thì ổng xác định với đấy không căng không trùng thì cái nào hay Đức Phật hỏi lại không căng không trùng đúng của nó đó thì tiếng đàn nào tiếng nào thế đâu khi không trùng đó thì tiếng đàn rất là hay ổng xác định là thì tiếng đàn cũng dở nó trùng quá mà cái tiếng đàn cũng dở đó là đàn phát ra rất là hay thì khi này thì cũng vậy đừng có tục quá là điên cuồng vậy không điên cuồng thì con phải cũng được quá nó cũng sẽ thất bại con biết cách như vậy cái quân bình đó như vậy thì tu như là ăn trú trong Phật nó nghe Đức Phật nó đưa những ví dụ về sự căng sự trùng bật tỉnh lên một bậc đại trí là, nghe là biết cách là được phục ông ổng đảnh lễ là Đức Phật xong ổng hành thiền ổng là vượt qua được cái ngưỡng cửa mà phải bây giờ quần tục về ăn chơi tiếp đi đi nếu mà không có Đức Phật cái phước ông này cũng rất là lớn ông được đánh quá thì đang thì tôi cũng thất bại mà siêu siêu quá nào thì như vậy hai thách vấn đề mà Vipassana này là phải như vậy mới được phải không cũng không được là giảm quá phải đi đúng cái con đường mình mới phát triển đó là câu chuyện để mở quan hệ ai chơi đàn nhớ nha. Bài học này nhớ được đời đó Vipassana ghi cái chữ ra Vipassana rồi chữ ví chữ quý chấm là đặc biệt quý là đặc biệt hai còn mai mới vô không rồi Vipassana là nhìn thấy đấy. Giờ này mới giờ ta đang nói xấu cô quá chừng giờ lại cô vô Vipassana là nhìn thấy
Giáp hai Vipassana. Sâu sắc, rõ ràng là cái nhìn đặc biệt sâu sắc. À, thì giờ mình mới hiểu được cái nghĩa của quý bạn không? Và cái nhìn đặc biệt sâu sắc rõ ràng. Rồi xuống dòng, đánh cái hòa thị đầu dòng đó. Thấy xuyên cách đặc biệt, thấy xuyên qua một cách. Chúng dòng thêm cái vòng nữa, xuyên suốt bản chất thực tại, tại chúng dòng rồi nha. Thì như vậy quý bác sơn là cái nhìn đặc biệt, cái nhìn sâu sắc chứ không phải là cái nhìn bình thường, à, có chứ không phải là nhìn vô biết thả ra biết là sao nào nha. Nó nhìn rõ ràng, thấu xuyên qua một cách mà thấu xuyên bản chất, à, cái nhìn này là của tuệ nhãn, à, đánh bông là tuệ nhãn luôn chứ không phải là cái nhìn của con mắt bình thường, không phải cái nhìn của tưởng tri, của không phải cái nhìn mà này gọi là tuệ nhãn, trí tuệ xuyên suốt tất cả pháp thực tại, thấy bằng tuệ, bằng con mắt thực, hoặc là thấy bằng tưởng tri, hoặc là thấy bằng, đó là cái con đường của Vipassana, là cái sự nhìn thấy như vậy. Sự tôi hiểu cái ý nghĩa này thì là đúng đó, còn thôi là mình chỉ nhìn bằng mắt không, còn là mình nhìn bằng cái tưởng đi không, tưởng không, không tưởng tượng đi, cái là cái gì đó, tưởng không người lái, anh ta nói tưởng không người lái, hoặc là tưởng tượng như tưởng voi, à là như vậy ha. Rồi phải xuống dòng đưa đến thánh đạo, đưa đến thành đạt. Cái đó ghi giữ qua lên nha, con đường đưa đến thành đạt. Sách tá quý xuất thí, sách tá quý xuất thí và thân tịnh. Con đưa đưa đến thành đạo sắp thức tỉnh. Rồi bỏ xuyên một giới tỉnh lá quý xuất thức, si lá là giới không, si lá là giới tỉnh. Hai thí tịnh, kiến tịnh, đích thiếu quý xuất thí, đoạn nghi tịnh, canh kha quý ta ra nói xuất thí, canh kha quý ta ra nói quý xuất thí là đạo phi đạo, mắt ga mắt à, mắt à, phi đạo tri kiến tịnh à, nhà nó bệnh nha, à, là cái con đường đưa đến thành đạo là đi qua, phải đi qua, bắt buộc phải đi qua bảy cái tỉnh này, tức là hết tỉnh này thì đường lối này không là mới đạt tới cái vấn đề đó được, chứ không phải là mình
nhảy ngang vô cái đầu tiên. Gì là quý xuất thế? Gì là quý xuất thế? Một là giới tịnh. Gì là quý xuất thế? Thấy không? A nhỏ, ý nghĩa. Chi lá, hai chấm, giới. Số dòng. Đi kết hợp. Si lá thì là, nhưng mà si lá ná là kết hợp. Hợp. À, xuống dòng, gạch vào dòng. Ba nghiệp khẩu ý tạng. Ba nghiệp thân ý để ngăn tà hạnh. À, thì giới nghĩa là như vậy, nghĩa là sự kết hợp, cả phải là một hay hai, thân ba cái này kết hợp là cái gì, luật ngăn những cái đó kết hợp cả ba quý. Rồi xuống dòng tứ ý nghĩa. Tứ ý nghĩa. Trạng hai chấm tỉnh. Nghĩa trạng thái. Đây là trạng thái của giới. Tức là sự. Có nghĩa là nếu mà không có giới thì không còn thanh tịnh ha. Vì vậy trạng thái của giới là sự. Đặc tính hai chấm hợp và nền tảng sự hợp và quý nãy đó nền tảng tức là cái nền tảng để mà có để tụ cứu cánh ha. Vì vậy đặc tính của giới là sự phối hợp và nền tảng của các pháp ha. Mình phải hiểu phụ hai chấm để chấm dứt tà hạnh thành tựu đức hạnh. Nhiệm vụ là hành động để chấm dứt tà hạnh và thành tựu đức hạnh, đó là nhiệm vụ của giới. Đó là nhiệm vụ là mình thành tựu cái giới, làm có được cái đức hạnh trong vì là như vậy. Rồi nhân cần thiết hai chấm tàm và quý. Tàm và quý nhân cần thiết tàm và quý thì như vậy trong sạch là phải có hai cái pháp này. Tàm em cỡ gì nó cỡ với những cái điều xấu phát sinh từ thân khẩu quỷ, những cái từ thân khẩu như vậy thì được gọi là tàm. À, này trong cái phần tâm sở là quý là ớt ghê sợ. À, ghê sợ tội lỗi ghê. À, mình ghê sợ những cái thấy sự quý hại của thân các điều của ác kinh sợ như vậy. À, thì được là quý. À, là quý và quý vị coi trong coi là sở làm sở có những cái năm pháp làm phát sanh tàm, phát sanh quý.
thì năm phát là sanh tạm thì mình biết là giờ do dòng cao quý, do tuổi đời cao, do địa vị xã hội, do học vị, do làm cho người đó phát sanh tạo lỗi, mình dòng dõi hơn cao hoặc là mình lớn tuổi có tội mình không lạ tội mình, mình không có làm đâu, thì mình là dược kỹ sư vân cũng làm những cái điều đó xem người ta biết thì là xem là quý có bốn quý là sợ tù tội, sợ hãi, sợ bị ở tù hoặc là sợ khổ cảnh, sợ sanh xuống khổ cảnh rồi quở trách hoặc là sợ cái lương tâm mình cắn rứt này kia khó chịu sống hoặc là căn năng tử là về tàm mà quý ta có học rồi ha. Này là quý vị cần phải lấy lục bài ra lại ha. Cái thần tâm sắc ở tàm tâm sự có đầy đủ rồi. Giới là gì? Giới là gì? Tạo dòng tư tâm sở ở bỏ cấp chấm 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 tư tâm sở hiện hữu lên lõ sạc trạm cấp vân 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 vân, tức là tư tâm sở là cái sự cố làm, sự quyết làm bỏ những cái hành ác như là sạc nói dối, nói láo, nói đâm thập tùng lum là giới là có cái tư tâm sở đó, tư tâm sở và giới nghĩa là chế ngự, nghĩa chế ngự để một kèm thấm để chế ngự thì chế ngự hai chấm có chế ngự hai chấm có năm cách một chế ngự bằng chế ngự bằng chế bổn hai chấm hành giả được trang bị với sự chế ngự, hành bị đầy đủ sự chế giới bổn là đi bóc khác và giới giả được trang bị đầy đủ với sự bóc khác hay ba thì bóc khác khu và tỳ khu ni giới luật căn bản gì của còn cái này ai chỉnh lại giùm nha, ba mươi chín chỉnh lại là bất cộng trụ ba là chích cá trụ hai chấm rồi đúng không, ba là chích thì khu có bốn, tỳ khu ni có 8, tỳ khu có 4, tỳ khu có gì muốn biết giờ nó phải tăng lực rồi coi
rồi cho mai đi đây. Sankha đi xe sát chữ này chỉnh lại chút xíu luôn ha. Sankha đi xe sát sang xe sát sang ngã chấm thì khu có 13 thì có sang ngã đi xe sát sang vàng thì khu 13 thì khu ni 17. Rồi tới Anijata, Anijata, Jata, giá gì hoài để copy. Bất định, Anijata bất định. Thì khu 2, thì khu ni 0. Thì khu ni 0 rồi làm mấy rồi em tăng tàng 13 thì khu ni 17 thì khu 13 thì khu ni là thoại với thì khu là phải giữ là 4 bất rồi bất định hai thì khu ni thì anh đi giáp tá bất định đó thì khu hai khu ni này chỉnh lên sẽ là chích giá ưng xả đối nếu sẽ ghi giá ba chích giá ưng xả đối thì khu 30 thì khu ni 30 thì khu 30 thì khu ni 30 luôn. Rồi đối trị tiếp đến là ưng chính là xuất tháp ba giá ưng đối trị thì khu 92 khu ni 166 thì khu 92 thì 166 rồi ưng phát lộ phát lộ chúng chưa ba lại ưng phát lộ ba sẽ đi giá ưng phát lộ khu 4 thì khu ni thì khu 4 thì khu ni 8 ba tí đề sẽ đi giá ưng phát lộ thì khu ni 8 tám 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 sao ra mắt kiến nè ok à. Rồi ưng học ưng học học pháp học ưng học xét giá thì cung thì 75 ưng học khu ni 75 năm thì khu ni 75 rồi dàn xếp tranh tụng ra ra na samatha thì ra na samatha
dàn xếp tranh tụng. Tỳ khưu ni 7. Rồi, xuống dòng tổng số tỳ khưu 227, tỳ khưu ni 311. À, tức là chế ngự bằng bổn không? Tức là những pháp mà những người tu học tỳ khưu thì tỳ khưu ni bắt buộc phải giữ những cái giá này. À, tỳ khưu là 227, tỳ khưu 227, tỳ khưu thứ 311 giới. À, không có một giới nào mà được lấy ra đó. Phải giữ bằng bạn, nếu mà xuất gia tỳ khưu là ban vẻ giới là phải đầy đủ, tỳ khưu ni là 311 giới. À, tỳ khưu ni giờ thì coi như giảng tu ha, không còn tỳ khưu, giờ chỉ còn tu. À, quý vị nào muốn nghiên cứu về luật vô lục trong cái bộ luật coi thì khó, mới thành muốn thành Phật mới khó thì nó mới dễ. Như ca sinh ngày lượt đêm chỉ cần quyết tâm là được thôi, gì làm được mà làm được thôi, làm được thôi. Cái số mà 227 bộ chắc bỏ hai số sau ra, bỏ bớt hai số sao. Rồi, đó là cho mình biết về chế ngữ tu tập giới, còn cư sĩ thế giới và cư sĩ sở di thì 10 giới điểm lần lần lên. Rồi, hai chế ngữ bằng chân tỉnh giác. Chế bằng chánh niệm tỉnh giác, nãy chế niệm bằng giới, bây giờ số hai chế ngự bằng chánh giác. Quý vị mà xuyên xuyên lập cái bộ luật ra coi, coi thấy sợ, coi mới thấy là nguyên nhân này được ban hành, mà đọc cái phàm tục con người mình khủng hoảng, thấy như không tưởng tượng nổi có những cái sự phạm vậy, kinh hồn, đọc thấy cũng ớn lắm. Nên nhiều khi sau này có những người ta đọc này đọc ngán luôn. Rồi, chế ngự bằng giác, tức là ở đây là trì giác hộ trì nhãn căn chấm 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 chấm, sống với sự chế ngự nhãn căn chấm 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 chấm, trì giác hộ trì nhãn căn và chấm chấm chấm, sống với sự chế ngự nhãn căn. À, ở đây có nghĩa là chế ngự bằng cách là mình gìn giữ, và khi mà thấy cảnh sắc nó chế ngự nó hộ trì đó, không cho nó phạm vào những cái giới luật ha. Nhĩ tỷ thiệt thân căn thì khi có như đó thì mình giữ không cho nó phạm vào những, như tỳ khưu 227 giới thì phải gìn giữ con mắt, tai, lỗ mũi, miệng, thân gìn giữ thì hộ trì thì nó là những cái cần để đừng cho nó phạm vào những giới luật, chánh niệm tỉnh giác hộ trì căn tỉnh căn thì căn thân căn vĩ căn. À, dễ ôi ha, dễ quý vị, ai nói dễ cho chắc điều chắc dễ đều dễ tấn chắc chúng ta
kiến vậy, kiến vậy. Rồi, là chế ngự bằng chánh niệm tỉnh giác, chế ngự bằng tri kiến, hiểu biết đúng đắn, có chánh tri kiến. Chế ngự bằng tri kiến, hiểu biết đúng đắn, có chánh tri kiến. Tức là phải có một cái tri kiến, hiểu biết, một sự hiểu biết về Phật Pháp đúng. À, thì cái này là mình mới gìn giữ được cái, nếu mình hiểu sai là sai chút xíu lật cái là mình làm là bậy lên à, cho nên tri kiến này rất là quan trọng ha. Nhưng là giới mình bị lủng liền ha. À, nói ăn chay mà ăn không nó lủng rồi à, tri kiến. Bốn, chế ngự bằng kham nhẫn, vị ấy là người kham nhẫn, lạnh nóng chấm 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 chấm, người khác nóng chấm chấm chấm, bằng khăm hàng chịu đựng mọi thứ, tức là lạnh nóng rồi ngoài những cái nơi mà đang vắng vân vân, là sẵn sàng không phải vì do này mà phá giới đứt giới à, cho nên phải có một cái sự kham nhẫn để mà gìn giữ cho dù bất kỳ vẫn phải chịu đựng cảm nhận ha. À, và chúng ta đây là chế ngự bằng cảm nhận. Rồi số 5, chế ngự bằng tinh tấn, bằng tinh tấn. Vị ấy không chấp nhận một ý tưởng thuộc tham dục nào khi nó, vị ấy không chấp nhận một ý tưởng thuộc tham dục nào khi nó khởi lên. À, tức là chế ngự quyết liệt để có thể chấp nhận ý tưởng nào, như thu mà tu tập mà để cho à, tham mái khởi lên ái về y áo, những ái về những cái đó là diệt liền chứ không có để cho nó phạm giới à, chế ngự bằng tinh tấn. Thì như vậy ba năm cách chế ngự bằng giới, chế ngự bằng chánh niệm tỉnh giác, chế ngự bằng tri kiến được, nếu không là không thế nào thành tựu được à, chế ngự chánh niệm tỉnh giác mà chút xíu cũng đứt bóng rồi ha à, và cho nên phải có hỗ trì lẫn nhau, chánh niệm tỉnh giác và có tri kiến, phải cho kham nhẫn phải tin không nổi cũng đứt à, hơi bụng quá à, đó cho miếng vào rồi xong mà đứt giới đó xong, ai hỏi tới mình nãy giờ là ông đang làm gì đó, nãy đâu có làm gì đâu, nãy là tôi đứt thêm cái nữa hai cái nó rụng từ giới, nó rụng 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 không đẹp không lấy tiền mình thấy dễ sợ lắm, cái gì hàng rào bảo vệ mà hàng rào bị lủng thì thôi ma dương xâm nhập liền, lẹ lắm, khó lắm. Định giới là liền sao? Sao định nữa mà không định lấy gì có toàn biết về giới, hiểu biết về giới, cách chế ngự à, mình phải biết vậy, giống như mình rạch kiếm ra chấp anh là nó sẽ nào là phải giữ, phải tỉnh giác, phải tri kiến, phải cảm nhận, phải tinh tấn đầy đủ để nắm được pháp này rồi bắt đầu chứ không phải nhắm mũi ra đại dập cái nóng thì
còn đốt chuyện giỡn nha, khó, rất là khó. Rồi sự lợi ích, sự lợi ích của giới, bên này đi cho nó cho gì đi được nha. Dạ. Rồi, thấy không? Ồ, không được, không được. Thôi chép đi, viết đi. Nó không cho. Rồi, sự cần gặp bất hối. Bất hối. Tức là không có hối hận, không hối tiếc. Bất hối. Bất hối hay giống như nó bất hối thôi, bất hối. Có giới đức thừa hưởng gia sản lớn, người có giới đức thừa hưởng gia sản lớn của tinh cần. Người có giới đức tinh cần dòng được đồn xa, được tiếng đồn xa. Không sợ hãi rụt rè khi đến giữa hội chúng. Sợ hãi rụt rè hội chúng. Khi chết, tâm không tán loạn. Khi loạn. Mệnh chung vào thiện thú. Thiện thú. Rồi. Được nhiều người thương mến. Được nhiều người thương mến. Đoạn trừ các phiền não lậu hoặc. Đoạn trừ các phiền não lậu hoặc. Rồi, đó là những cái điều mà lợi ích khi một giới hạnh ha. Đó nhất là tỳ khưu được giới hạnh thì được tức là bất hối, tức là không có gì không làm bậy sao hối, tức là không có hối, không có đức giới, không có phá giới thì hối hận. Người có giới đức thừa hưởng gia sản lớn nhờ tinh cần, tức là do sự có giới thừa hưởng được gia sản, nhất là sản thừa hưởng được những đất sản do nhờ sự tinh cần quyết liệt tu tập gìn giữ giới thì được hưởng được thánh sản. Còn nếu mà chưa có đạt thánh thì có thể hưởng được những báo về pháp, hoặc là hưởng được những cái phàm sản và sanh kiếp khác, được sanh về cõi trời hưởng, thì đó do giới đức được thừa hưởng những cái gia sản lớn. Được tiếng đồn xa, người có giới như là hôm mà đi ngược chiều đó, được tiếng đồn xa, đi tới đâu cũng được mọi người biết tới, người thì có người đạo đức, không sợ hãi rụt rè trước khi đến hội chúng. Không xảy ra khi mà đến cái đám đông nữa. Những hồi xưa nay đến những hội chúng sắc tới lị bà lắm hay là những gia tam môn thì người này có giới hạnh đàng hoàng thì khi đến mới cho nó không sạch, nhìn mọi người bằng con mắt là trong sạch thẳng thắn, không sợ, không có rụt rè, không có liên quan đến lợi không thì đến hội chúng cách vững mạnh, không có sợ hãi. Và quan trọng là khi chết tâm không tán loạn. Đấy, khi mà một vị mà tu tập thì cô tôi cũng đi mà phạm này kia nọ, tâm tán loạn rất là nguy hiểm. Rồi mệnh chung thì được sanh về thiện
thú của trời, và liều chắc chắn một người mà giữ nhất là thì tu 227 giới trong sạch, thì cũng đi 311 giới, thì khi mà chết thì em ru rồi luôn, chắc cú và được nhiều người thương mến, đi đến đâu ai cũng thương mến, trong sạch. Và cuối cùng là đoạn trừ phiền não là do nhờ giữ giới này nên là làm tán để đưa đến sự đoạn trừ, được các phiền não là hoặc. Thì như vậy sự lợi ích của người giữ giới, những vị tỳ khưu thì cũng đi hay là cư sĩ thì đó sẽ được những cái lợi ích như vậy. Rồi tiếp kiệm chưa vậy ơi, alo. Rồi C là sự lợi ích. Rồi giờ tới D, các loại giới. Các loại giới đây, loại giới gặp dòng một loại hai chấm kết hợp thân khẩu ý để ngăn trừ tà hạnh, kết hợp thân khẩu ý để ngăn trừ tà hạnh. Đó là một loại, loại được là giới, được là giới giữa thân khẩu ý để ngăn trừ những cái xấu hành tà. Cái dòng hai loại hai chấm a nhỏ hành, a nhỏ hành điều nên làm và không nên làm do nhờ tin tấn, đức tin và tinh tấn. Hành điều nên làm và không nên làm do nhờ đức tin và tinh tấn. A nhỏ hành tức là thực hành đó, điều nên làm và không nên làm do nhờ tinh tấn, gọi không? Rồi B tránh né và chánh niệm, đức tin và chánh niệm. Thì như vậy tránh né những cái mà nó đưa đến phạm giới, nhất là có đức tin nhiều tam bảo và có chánh niệm mà tránh né các pháp, thì né nhờ đức niệm. Còn hành là hành điều nên làm và không nên làm do cũng do phải có đức tin và tránh né, là có hai về giới. Rồi hai loại hai chấm, hai loại tiếp ha, hai loại hai chấm. A chánh hạnh cư sĩ, cách cư xử chánh hạnh mở ngoặc, cách cư sĩ tốt đẹp nhất đúng không? Và A nhỏ chánh hạnh cư sĩ xử thứ tốt đẹp nhất. Hai loại a nhỏ chánh hạnh bỏ ngoặt, cách cư xử tốt đẹp nhất là sống đời sống có chánh hạnh, đối xử với mọi người bằng cái sự điều mến, sự yêu thương, bằng tâm từ một cách tốt đẹp nhất ha. Thì như vậy là chánh hạnh. Để gì đây? B khởi đầu đời sống phạm hạnh giới, khởi đầu đời sống phạm hạnh với ta. Ba thân hai chấm không sắc sanh dâm dục, ba thuộc thân không sắc sanh không trầm đạo dục. Rồi bốn thuộc ngữ, bốn ngữ hai chấm không nói dối, nói
nói ác, nói không, nói dối, nói ác, nói thô lỗ, nói hữu ích là bốn thuật ngữ. Rồi, đó là ba thuật thân, bốn thuật ngữ là bảy. Rồi, số dòng thứ tám là chánh mạng. Chánh mạng. Ăn canh chánh ha. Thứ 8 8 ha. Dòng hai loại nữa, hai loại khác nữa, hai loại, hai chấm. A hữu hạn mở ngoặc, hữu hạn bị hạn loại thuộc chân tay hoặc mạng sống, hữu hạn bị hạn cuộc vào danh lợi quyến thuộc hoặc mạng sống. À, tức là hữu hạn, B vô hạn, không vì bất cứ điều gì để phạm giới, không vì bất cứ gì để phạm giới. À, thì như vậy hai loại này là hữu hạn, là vào thì hữu hạn là vô danh lợi quyền, tức là khi có danh có lợi là phá giới ha, bằng kia nọ phá giới này kia, hoặc là thấy đụng tới chân vai hoặc sinh mệnh ha, là bất cứ gì ha, là chết không đẹp rách ha, thì như vậy là vô hạn. Hạn này một khó ăn, vô hạn này dữ dằn. Rồi xuống dòng hai loại nữa, thế gian và xuất thế gian. Vậy như vậy hai loại, thế gian và xuất, tức là hữu và vô lậu đó. Thế gian là hữu lậu, xuất thế gian là vô lậu. A là thế gian hữu lậu, gian vô lậu. Rồi xuống dòng giờ là ba loại bậc hạ. Cần ít có siêng năng, thiểu cần, ham danh, khen, tham tái sanh, danh khen là bậc hạ, là dược dơ, mà còn không có không tinh cần ha, ham danh được mình có khen tặng và muốn được tái sanh về những an vui hạnh phúc được hưởng là liệu giới thuộc về bậc trung, về là bậc trung cần, trung cần, ham quả báo,
không ô nhiễm thuộc thế, muốn giải thoát riêng là trung cần. Trung cần ham quả báo, không ô nhiễm thuộc thế gian, muốn giải thoát riêng, tức là lên bậc trung. Là giữ giới ở vào bậc trung, tức là không quá mạnh như là thôi, nhưng cũng còn ham muốn quả báo, không có bị ô nhiễm của thế gian, muốn giải thoát riêng mình thôi. C là bậc thượng, thượng bậc trung. C là bậc thượng, tứ như ý túc cao độ, tứ như ý túc cao độ, phải. Vì tôn quý giới, phải. Vì tôn quý phải, xuất thế hành ba la mật, hành ba la mật giải thoát chúng sanh. Thì như vậy ba loại này thì chỉ có bậc thượng là thượng ha, bậc thượng là tối cao nhất ha, cứ gần như là giữ mình để đến một mức độ tối cao. Thì đó dục túc dục cần tâm thẩm như đó là cao cùng ha. Và người có cái lòng tôn quý và biết quý trọng của giới cực nhỏ nào, họ vẫn tôn quý giới hạnh một cách trong sạch, và giới này đưa đến sự xuất thế để xuất thế, và hành ba parami, hành những pháp ba la mật để giải thoát chúng sanh, chứ không phải để tu tập riêng cho mình. Thì như vậy trong ba loại hạ trung thượng, quý vị muốn hành hạ mà muốn giải thoát được phải lên tới bậc mới giải thoát nổi, khó lắm. Được chưa, ghi được chưa? Được khen khoái, được sanh làm người trời để cho hưởng dục cho nó sướng. Bậc hạ là dở mà cũng được, còn hơn không có, miễn có giữ còn hơn không có, có giới còn hơn không, hay là có còn hơn không. Người từ trăm năm có bậc trung thì khá hơn chút ha, bậc trung có sự tích cực hơn, không bị ô nhiễm những pháp thế gian. Nhưng mà con cái không muốn chỉ ra là bọn sản pháp không muốn chia ai, không muốn ai đắc, mình đắc thôi. Đó, bậc thượng là số 1 ha, phải giữ dần nhé. lũng rách còn xé té luôn, nó lũng rồi mình lấy tay rách luôn. Vậy ai cũng đòi thành Phật, cũng đòi thành Phật. Ai cũng nói là chỉ cần niệm Di Đà Phật là đó, ông cậu của tôi, ông nhà bà, ông bà, cậu là em của bà già đó, và nhà có đám tang thì có cái bà như là con của người đó hay là chị em gì đó. Dạ đi ra đây đây rồi đệ tác bạc ra đây động vậy đó. Thì có đứa nào tới nó bà đó, mày đừng có chọc tao nha, tao đang tụng kinh đó, mà tao bị chết cha với tao tụng kinh mày chọc tao mà chết cha với tao. Rồi xong nghe vừa chửi đã tụng tiếp
Dạ thì mà Bồ Tát bác bảo ôi cười cũng chắc luôn. Nghe cũng là mọi dữ dằn. Mấy bà nói thôi thôi khỏi nói luôn. Dạ vậy thiệt mà. Cái con kia qua đưa tiền cho, có tiền đòi đỡ cho. Rồi bây giờ 13 13 này Đức Phật được cho phép à. Đức Phật cho phép thực hành ba pháp khẩu hạnh này mà từ bỏ những cái về đời sống xác thịt, từ bỏ kể sinh mạng rồi, muốn tu tập để mà học với đạo để đến cứu cấp thì có 13 pháp khẩu hạnh bị luôn cho là không biết cho này này. Được không có gì đây. Đã ra rồi chỉnh lại đi. Mười ba phát câu hạnh. Câu hạnh này của cái gì người thì không cái đầu đà khác mà hành phấn tảo y là mặc y phấn tảo y mà lụm tham ăn cái đĩa gì đó hành mặc y thứ tư hành cất thực không hoàn cất thực không có đi trại tăng không cất thực ngoài đường nhà hành nhất ngồi ăn một lần một thôi không ăn một lần thứ hai để xuống rồi hạnh bát hạnh không để dành đồ ăn là không rừng là sống ở rừng hạnh là dưới trời nghĩa địa hạnh cũng xong và những vị thì khu phát quyền đầu đà đó là cũng giống như là đà là cũng giống mà đủ hồi tiền khu nha là chứ không phải là mình nghệ sĩ mình làm chứ còn cái này khó là miễn gì là phát nguyện trong tâm là ổng không được nói ra đó nói ra cái gì vậy gì đó à sức này một trong 13 nữ chắc phải dưới gốc cây có ngồi dưới gốc cây cứ xí thì khó làm nói chung là cái này đi bỏ nhà đi tu thật sự là vô đó mới phát nguyện ở trong rừng mặc y phấn tảo này kia. À, nghĩa địa à, nghĩa địa một khó nghĩa địa không biết ai là dám không ra ai dám ở nghĩa địa còn không dám mà sợ chuyện kể chuyện cái gì ở nghĩa địa ở, ở chùa Nguyên Thủy á chùa Nguyên Thủy cắt lái á Nguyên Thủy cắt lái ngày xưa xưa đó giờ không biết ngày xưa ở chùa Nguyên Thủy cắt lái đó thì đối diện chùa Nguyên Thủy là nguyên cái bệ Tha Ma đó biết ai còn nhớ mà à thấy con quyền bãi nghị địa Tha Ma đó trong chùa đó là sư Pháp Chất rồi ha rồi mấy vị sư khác rồi chú Kỷ là một ông cư sĩ mà ở trong chùa mà ông cũng nghiên cứu kinh tạng dữ lắm có chú Phương chú cũng bị giống như bị tập cái chân chứ là bị tập chân cũng tu đó luôn ở trong đó tu cần làm biết đó thì một hôm nói chuyện về nghĩa địa đó ai nghĩa địa này ông nói mà Phương nói
có cá tỉnh bớ ngầm gì tối nay ra ngon tối nay ra ok tối anh cạnh anh bị tận mà anh chống cái gậy bị đánh cái đánh cái băng qua mình nghĩ để anh đi vô rồi mới vô chút sửa thêm không gãy bò về bò rồi chạy không được có mà chạy ok tội quá rồi trời đâu tùm lum ánh sáng bay sẹt qua sẹt qua nó qua vòng 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 cái mặt ớn giờ ngon rồi tối ngon rồi cũng nổi nói chuyện sống đạo rất là khó cho nên cư sĩ đó là phải là người tu sĩ thiệt xuất gia sao không xưa rồi hành pháp rồi dữ dằn lắm tâm vững mạnh rồi đó mới phát nguyện đầu đà để còn cái mình đầu đà của mình là lấy cái đầu mình để vô cái đà nhẹ đã đỡ ghiền vô chùa ngồi giữa cột nhắm mắt liên diêm ngủ kêu đầu đà vậy đó là thì 13 pháp của hạnh này dành cho những bậc những tỳ khưu gia làm những điều này ha bộ khó quá ăn điều này gà thấy về mình lược sơ một phát ra tất cả những loại giới mà thấy là muốn lạc đến một cái sự tốt đẹp và thanh tịnh để tu quần thế rồi giới mình tùm lum tùm lá mà hai cũng sung không giúp rồi đòi xuất gia rồi này kia đủ thứ làm dữ lắm đức tôn lông tà lá đức tuột xe lăng tuột xe lăng luôn giữ tâm đó giữ tâm trong thân điều nào sanh lên khởi lên trong tâm diệt liền điều nào sanh lên diệt liền bất cứ nào thì nó xong thành thánh luôn dạ con điều của một giữ tâm trong sạch là trước tiên là phải giới tịnh cái đức xíu không sao cái đó thôi nhưng tụt lui đức hãy đức một giới xong là đức thêm mấy giới khác cái gì ngộ nữa nha bị cái là bị cái tâm nản xuống tinh thần sám hối trong này kia mà không có này kia mà đứt thêm vậy đó đứt thì đó lỡ yêu thì tục sạch yêu nói tục sạch mà đứt bóng là bị nó có một ông sư cũng ông dẫn trong cái này là biết ha tăng luôn như vậy là mình đã sơ lược qua học về giới lòng nó học về tâm tịnh này thì thì cái này mình thông qua mình sẽ học với thứ hai là một cái video sơ đồ thứ hai chào quý sư thiết là tâm tịnh để thiền chỉ định đó cái mục riêng của nó ha là từng tới là mình học về kiến tịnh vào kiến tịnh tiếp theo bước số thứ là từ sau mình bước qua cái số hai là tâm tịnh đang học về tiếng quán thành ra giới tịnh tâm tịnh mới đi qua được kiến tịnh được không nhưng mà mình không đi vào thiền chỉ mình đi thiền quán thì mình đi qua cái bước thứ ba luôn kiến tịnh
Rồi, như vậy hôm nay mình học phần giới này, coi như cũng tương đối khá đầy đủ ha. Học sinh giới là mong ai nấy tròn đủ giới để không chi không bị sót ha. Thật đẹp ha. À, do thông báo đại nguyện cao được năm pháp sắc lo sắc đẹp an vui sức mạnh và tự chân trí đồng đều nhau cả thể. Xin mời cả lớp đọc kinh bốn sơ pháp. Matiya Nagra Tha Ya Devata Santi Vihara Vasini Thu Pe Kare Bồ Thí Kare Tai Ta Tham Đa Đế Hoa Hoa Thu Pi Ta Sát Thiền Kare Tê Vihara Thế mất là nó quan trọng cao đà gà tham ba tị u sa gà gà mà cha ni gà mà cha chích sắp phù ta khi ta bằng ta là để đi cha ta phá hoa trời đã cha ta Atika niya nikam thamma warang atijat te yukat santusha apujidam satamo amma thakya ukyana chama kua yajaya Rất khát sát tham mô sát về đi tham má cha vi nô thiền sát tham má vi giác bao về đi kính chỉ cú sơ lát cả mặt các tác phẩm khi đi giác mắt cả đề là quả cha ma na sa ti đa sê su la ca tham ye sát ta san ni nô อัตติเยจสัตตะทัสสานิโนกัตตังปุญญะฟะละเมหังสัพเพภาวิภาวันตุเตเยตังกัตตังสุวิริตังดินนะคุณฟะละมายะเยจยานาจารันติเอวะยันตะนิเวไดยังสัพเพเยสัตตะ จีวันตาหะระเหตุกะมุญญะโภคะสะเตอะภาวะตุมมะมะเยตัสสะติอิมัตตะนะยะโภคะนะยะตะยะโนยะติยะโหตุสุขิตาหะตุ สุขิตาเตยโยอิดังโนยะโหตุสุขิตาโหตุเนยะโยสาคุสาคุ